cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam tại Đài Loan năm 2017, văn nghệ Xuân Đất Khách, chào Xuân 2018. Nhằm tôn nét đẹp văn hóa Việt Nam tại Đảo Ngọc, Chùa Việt Đài Hội Trí Đức được sự ủng hộ của các vị chính quyền Đài Loan tại Cao Hùng, Vân Lâm, đồng kết hợp với các hội đồng hương, hội từ thiện, đồng tổ chức chương trình Duyên dáng Áo Dài Việt Nam, giao lưu văn hóa Việt Đài, một sân chơi lành mạnh cho chị em phụ nữ Việt Nam tại Đài Loan. Đặc biệt, các em có cha là người Đài Loan, mẹ là người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên cũng có thể đăng ký dự thi. Đơn vị tổ chức Chùa Việt Đài Hội Trí Đức, Hiệp hội Cô Dâu Việt Nam tại Vân Lâm, Hội Văn nghệ Bảo trợ Người Khuyết tật Đài Loan, Hội Tâm Lành, Hội Cô Dâu Việt Nam, Đơn vị Tài trợ, Nhóm Từ Thiện Việt Trinh, Công ty Ngọc Trai, Công ty mỹ phẩm Zuzumon thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Vương Gia thành phố Hồ Chí Minh, Báo Hello Việt Nam. Rất mong các đơn vị đồng tổ chức tài trợ đồng hành cùng chương trình. Xin liên lạc sư cô Thích Tịnh Như, số điện thoại 0983 598 374. Địa điểm thi và đăng ký dự thi. Địa điểm 1, Cao Hùng. Thời gian thi: Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nơi thi chùa Việt Đài, địa chỉ 126 đường Chính Ngôn, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng. Thái Duy Sư, Cao Xiong Sư, Liễn Già Truy, Trân Diễn Lụ, Y Bài, Ở Sở Leo Họ. Liên hệ đăng ký Ngọc Thuần, số điện thoại 0909 875 0916 Tâm Minh Số điện thoại 0918 117 773 Địa điểm 2 Vân Lâm Thời gian thi Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2018 Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Nơi thi Sở Văn hóa Vân Lâm Địa chỉ 360 đường Đại học thành phố Đỗ Lục Vân Lâm Nguyễn Liễn Sen Nguyễn Hoa Chủy Yuen Lin Xian, Tổ Liêu Sư, Đa Xuế Lu, 360 Hào. Liên hệ đăng ký Trần Quang Kiều, số điện thoại 0928 367 400 0988 286 516. Thời hạn đăng ký từ nay đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2017. Điều kiện dự thi, nữ, độ tuổi từ 18 đến 40 cao 1m58 trở lên, cân nặng cân đối theo dáng hình. Lệ phí thi 1.000 đài tệ. Thí sinh chỉ được chọn một trong hai địa điểm dự thi, không được đăng ký hai nơi. Những điều cần chú ý. Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần ghi rõ chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, quê quán tại Việt Nam, thi tài năng gì, chứng minh thư hoặc thẻ cư trú, chụp hình gửi lai riêng cho ban tổ chức. Tư liệu cá nhân của thí sinh sẽ được bảo mật. Ngày thi, thí sinh bắt buộc có mặt tại địa điểm thi trước 8 giờ sáng. Thí sinh đến trễ sẽ bị hủy danh sách dự thi. Thành phần ban giám khảo, sư cô Thích Tịnh Như, diễn viên đạo diễn Việt Trinh, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, diễn viên hài Dương Bảo Lâm, ca sĩ Trang Anh Thơ nghệ sĩ Lê Hậu, ca sĩ Lưu Minh Tuấn, ca sĩ Dương Minh Kiệt, ca sĩ Đài Loan, Lì Trân Trân. Giải thưởng, giải nhất, bộ ngọc trai trị giá 20 triệu tiền Việt gồm vòng cổ bông tai, 10.000 đài tệ, vương miện quán quân và được đăng ảnh bìa báo Hello Việt Nam tại Đài Loan. Giải nhì, vòng cổ ngọc trai trị giá 15 triệu tiền Việt và 5.000 đại tệ. Giải 3, 3 tháng sử dụng mỹ phẩm Jujumon miễn phí và 3.000 đại tệ. Hai giải tư, 1.000 đại tệ và quà đặc biệt của ban tổ chức. Ba giải năm, do khán giả bình chọn, 500 đại tệ và quà đặc biệt của ban tổ chức. Đây là ba giải thưởng dành cho thí sinh có khán giả tại hiện trường bình chọn cách bình chọn sẽ được ban tổ chức công bố tại hội trường. Do vậy, các bạn nhớ cổ động fan riêng của mình đi nhé. Giải khuyến khích đồng hạng 300 đài tệ và quà đặc biệt của ban tổ chức. Thể lệ cuộc thi Vòng 1 Đi duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống Chiếm 20% tổng số điểm Thí sinh tự trang bị áo dài Ban tổ chức sẽ có người hướng dẫn cách trình diễn 20 thí sinh điểm cao nhất sẽ được chọn vào vòng 2. Trước ngày 30 tháng 11, ban tổ chức sẽ công bố clip hướng dẫn cách biểu diễn áo dài duyên dáng do ca sĩ giám khảo Trang Anh Thơ hướng dẫn. Vòng 2 thi tài năng chiếm 30% tổng số điểm. Tiết mục dự thi của mỗi thí sinh không quá 5 phút, bao gồm kể chuyện, hát, múa, vân vân. Thí sinh có thể nhờ bạn trợ diễn đội múa minh họa, nhưng thí sinh phải là người biểu diễn chủ yếu. Đối với phần thi hát, mỗi bài hát chỉ được hát một lần, không cần hát lại lần hai hoặc hát lại điệp khúc. Thí sinh phải gửi nhạc biết cho ban tổ chức trước ngày 20 tháng 12 năm 2017. Năm thí sinh có tổng số điểm thi ở vòng 1 và vòng 2 cao nhất sẽ được chọn vào vòng chung kết. Vòng chung kết Câu hỏi ứng xử tình huống về cuộc sống, đạo đức, văn hóa Việt Nam chiếm 50% tổng số điểm. Ban tổ chức sẽ cung cấp trước cho các thí sinh 5 câu hỏi ứng xử đề mở về giao lưu văn hóa Việt Nam và Đài Loan để thí sinh chuẩn bị trước. Thời gian trả lời không quá 5 phút. Mỗi thí sinh sẽ có cách trả lời riêng, nhớ chú ý phong cách diễn đạt, thời gian và ý nghĩa câu trả lời nhé. Nội dung chương trình: Buổi sáng thi vòng 1 và vòng 2 từ 9 giờ đến 12 giờ. 8 giờ đến 9 giờ thí sinh tổng diễn tập dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức. 9 giờ bắt đầu thi vòng 1. Tất cả các thí sinh lần lượt đi ra sân khấu thể hiện nét đẹp của bộ áo dài truyền thống. Sau khi kết thúc vòng 1, tiếp tục thi vòng 2 phần thi tài năng. Buổi chiều thi vòng chung kết và văn nghệ Xuân Đất Khách từ 1 giờ 30 đến 5 giờ 30. Đây là chương trình Xuân Đất Khách với nữ MC văn bóng một thời qua vai diễn Người Đẹp Tây Đô sẽ đưa mọi người hòa lòng mình vào những nhạc phẩm thấm đượm tình quê, da diết tình hoài hương của những người con xa xứ. Không dừng lại ở đó, chương trình còn có những nhạc phẩm nhạc hoa lời việt bất hữu như thể hiện nét đẹp giao lưu văn hóa giữa việt nam và đài loan đặc biệt có cặp đôi diễn viên hài võ minh lâm và dương bảo lâm sẽ khuấy động không khí vui nhộn tết xa nhà bên cạnh đó còn có những nhạc phẩm do tập thể các ca sĩ nghệ sĩ việt nam biểu diễn phục vụ đồng bào việt nam tại đảo ngọc ngoài những ca sĩ việt nam Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Đài Loan thể hiện lại những nhạc phẩm kinh điển của nghệ sĩ Đặng Lệ Quân, nổi tiếng xuyên lục địa mà đồng bào Việt Nam rất mến mộ. Kết thúc chương trình là phần tổng kết trao giải duyên dáng áo dài Việt Nam. Đặc biệt, chương trình tại Cao Hùng có phục vụ song ngữ bằng tiếng Hoa được phóng to trên màn hình với những dòng chữ phiên dịch. Đặc biệt chương trình tại cao hùng có phục vụ song ngữ bằng chữ tiếng hoa được phóng to trên màn hình vì vậy quý đồng hương mình có thể mời bạn bè đài loan cùng tham dự nhé ban tổ chức kính thông báo